Lô, ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải một lần nữa nữa mày. Và ngày video ngày hôm nay thì Khải vừa mua cho mình được một cái thạch anh lam. Đây là có thể nói là một ấn khăn lo nha mọi người. Thì bây giờ đợi Khải chuẩn bị ép thì Khải sẽ chuẩn bị cho mình 2k vàng, 2k xu và 5.000 điểm phúc duyên. Vừa rồi thì Khải có mua cho mình được đủ 5k rồi. Bây giờ Khải sẽ về Tương Dương, Khải mua cái ấn thô nha nè. Ấn thô là tương đương khoảng 5k điểm phúc duyên. 5 cái điểm phúc duyên tầm này thì 5.000 điểm nhân giá 0.4 thì hiện tại nó sẽ có giá khoảng tầm 2 kim nhân bảo này mà. 2 kim nhân bảo cái này phải mua 14 kim nữa là thành 16 kim rồi, hơn 1 triệu rồi. Bây giờ phải tiếp tục ép cho anh em xem thử ra nổi không nha anh em. Ấn thô này. Rồi. Ép này. Ấn thô này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi ép ấn nha anh em. Đâu vậy? Tham gia tinh luyện ấn tín. Đây rồi. Mua búa luyện, búa này là búa luyện. Rồi chúng ta sẽ bây giờ tinh luyện tinh thạch bảo ấn như nè. Này trùng luyện này bắt đầu tinh luyện. Rồi, hiện tại Khả đã có 8 bản ép thành thạch anh rồi. Thì Khả mua luôn cái bản thạch anh lam rồi, bây giờ Khả ép như nè. Tinh luyện tinh thạch bảo ấn lam. Rồi, chúng ta chỉ cần là một ấn thô, một thạch anh lam, một búa luyện kim, một lam thủy tinh. Một bộ thủy tinh luôn nè. Một lam thủy tinh, tử thủy tinh, lục thủy tinh, một búa luyện kim này. Thạch anh lam này. Rồi chúng ta sẽ cần là đá chất ngọc và một búa luyện kim. Và sẽ mua chuyên kỳ các đá chất ngọc và búa luyện kim. Rồi đá chất ngọc 2 cao su này. Ủa sao búa luyện kim nữa ta? Búa luyện kim nữa trời. Đá chất ngọc đúng không em? Búa luyện kim mua đâu ta? Hãy coi lại nhìn kỹ lại coi. Nhìn tính nè. Búa luyện kim 2 cái dạng này mà. 2 cái dạng 2 cao su. Rồi hiểu rồi. Búa luyện kim này, một cái này. Một cái 2 cây vàng 2 cao su nè. Đá chất ngọc nè. 2 cây vàng 2 cao su tương đương khoảng 4 kim nữa nè. Thì nói chung là ấn này ép trên dưới khoảng tầm 20 kim nha nè. Chưa biết được bao nhiêu phần trăm nhưng mà thay tốn 20 kim rồi đó. Rồi ấn chất ngọc nè. Rồi bây giờ Khải sẽ cần một bộ thị tinh nè. Bộ thị tinh khoảng tầm kim nữa là 21 kim. Tương đương 21 kim. Bây giờ Khải sẽ đi mua bộ thị tinh nữa nè. Bộ thị tinh Khải có trong cần lo này. Khải lắp bộ thị tinh này nhé. Là xem thử ra được ấn trên 20 nha nè. Nói chung là mong sao lên 20 nha anh em ơi. Hiện tại Khải đã cắn cho mình thiên sơn, quá tiểu đầy đủ nha nè. Bây giờ Khải đi lóc bạc lấy thì tinh nè. Cố gắng cho nó đẹp một tí nè, mà đâu phải tốn tiền trùng luyện nè mày. Một lần trùng luyện tốn tiền lắm nè. Thì tinh nè. Lúc thì tinh nè. Sai một khẩu. Ba thì tinh khắc màu nè. 1, 2, 3. Ba tinh khắc màu. Ok. Một bộ nè. Địch gì vậy? Chú chết luôn rồi. Sao mà khẩu trời. Sao một khẩu giao dịch 3. Ok. Đây. Ba sẽ tên khắc màu nữa. Rồi ok, đủ nguyên liệu nha nè. Bây giờ chúng ta sẽ đi ép thử sẽ như thế nào đây. Anh em đang theo dõi đừng quên ủng hộ cho video lần đầu tư. Thêm cái ấn này giúp Khải một like cho sẽ hỗ trợ nè mày. Kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục trở lại. Theo anh em đợi và anh em đủ biết thì server này thì đã chính thức ra ấn tín rồi nè mà. Thì ấn mắc nhất đó là ấn thủ lý. Thì tương đương ấn thủ lý tầm 23, 24, 25 trở lên thì một ấn tầm 5 triệu, 6 triệu một quả ấn như nè. Rồi tiếp tục đó là ấn thứ hai, có giá trị thứ hai là ấn khăn lôi như nè. Đó là cũng như là thạch anh lam này. Ấn khăn lôi là giá trị sẽ là mắc thứ hai như nè. Rồi sẽ đến là ấn khăn băng, ấn khăn hộ và ấn khăn độc nè. Ấn khăn độc rẻ nhất mọi người. Ok. Chúng ta sẽ tham gia. Tinh luyện tinh thạch bảo ấn. Ấn lam, bảo ấn lam. Rồi chúng ta sẽ đầy đủ nguyên liệu. Lam này, ba viên thủy tinh này, một đá chất ngọc này, một búa tinh luyện này, một ấn thô này. Ok, thành công nha nè. Biết là bao nhiêu phần trăm này. Anh em còn nhiều đó bao nhiêu phần trăm anh em ơi. Ui, may mắn là đủ rồi nha anh em. 19. 19 em ơi. Ok, 19 lên cộng 1 rồi em ạ. Được, không cần nhiều nữa mà. Vừa đủ cộng 1 là ok rồi.
Bây giờ lên 20, 25 thì nó cũng tầm đó thôi. Đó, cộng 1. Đó. 75 cộng 1, hợp lý. 27, 30. Con lô 75 cộng 1 như nè. Đó, ok chưa? Quá hợp lý. Đâu, 19 ta. Kinh như như đàn nha. Rồi, khả trung luyện, thấy nhiều nào này trung luyện, cái là trung luyện ạ. Tham gia, thân đăng tín. Trung luyện là coi trung luyện tốn gì? Trung luyện sẽ tốn là một đá trung luyện và 1.000 vạn. Thuộc tính sẽ thay đổi ngẫu nhiên là trung luyện sẽ tốn 2 kim nữa nha nè. Ok, trung luyện luôn nha. Một tinh thần bất kỳ nè. Hay sẽ trung luyện thêm một phát nè. Má 19% này mà kỳ thế. Tham gia, thân tính. Chúng ta sẽ trung luyện. Trung luyện sẽ tốn là một đá trung luyện và 1.000 vạn. Ok, 1.000 vạn này. 1.000 vạn. Đá trung luyện như là một kim nữa thì phải. Đá trung luyện như là một kim nữa thì phải. Đã đổ xu rồi. Rồi, đá trung luyện lúc này hay có thấy như là một kim thì phải. Này, đá trung luyện ấn này nè. Cố gắng trên 20 giá đẹp nè mày. 19 thì quá, nó ngưỡng ngưỡng tầm trung quá. Vui nè, tham gia nè. Trung luyện là bảo ấn nè. Sẽ thay đổi ngẫu nhiên vậy nè. Ôi 25. Yeah. Ôi trời ơi, tuyệt vời. Ôi trời ơi, tuyệt vời. Ông mặt trời. Đó, trời ơi, ôi trời ơi này mà. Đánh cấp. Đó. Đánh cấp. Quá đẹp. Đó. Tuyệt vời này mà. Trời ơi, phát bộ anh ngay em ơi. Quá tuyệt vời nha Nam. Đó, anh em theo dõi đừng quên ủng hộ video này, khá một like chia sẻ ủng hộ cho tôi. Thực sự là với cái ấn 19 đó Nam thì nó vẫn đặt 75 cộng 1 rồi thì khá ưng ý rồi Nam à. Thì Khải cũng cố gắng trung luyện cho anh em xem. Thực sự là một pha trung luyện đi vào lòng người Nam ơi. Thực sự là bắt off. Trời ơi, tính là cái ấn này hơn 2 triệu nha Nam ơi. Hiện tại Khải đã tốn thêm hơn 2 kim hơn thì khoảng tầm hơn 2 triệu ấn này rồi. Lúc nãy là hơn 20 kim, à, gần 2 triệu Nam ơi. Nói chung là tương đương gần 30 kim. Nói chung tầm này bán 30 kim lời 5-7 kim vẫn có người mua nha em. Ấn này mắc off hoàn toàn đấy mà. Thực sự là anh em cũng đã biết rồi. Ở server á, ấn mắc nhất là ấn phần thủ của Lý. Đó, ấn mắc thứ hai đó là ấn kháng lôi. Đó, ấn mắc thứ ba đó là ấn kháng hỏa và kháng băng đồng đồng với nhau. Và ấn rẻ nhất là ấn kháng độc nha em. Đó, úi trời ơi, quá tuyệt vời nè mày. Trời, quá đẹp. Đó, ok chưa. Nói chung là 19 với 25 nó tương xem nhau khoảng 6% nè. Nhưng mà ở đây Khải vừa rồi Khải đã cố ý cũng như là cố tình mình trung luyện lại. Khải mang người trên 20 thôi nè. Mang người trên 20 mà không ngờ 25 luôn em ơi. Thực sự là một pha trung luyện quá đẹp. Đó, hồi trước Khải có chơi bên xe mà kia Khải trung luyện ẩn kháng hỏa nè mà. Ẩn kháng hỏa Khải trung luyện liên tục cứ 22, 23, 23. Và đây là lần đầu tiên có thể nói rằng là Khải đã trung luyện thành công một ẩn kháng lôi hay là mắt ọc hoàn toàn này mà. Rồi, quá tuyệt vời. Rồi, anh em theo dõi đừng quên ủng hộ cho Khải, like, chia sẻ, ủng hộ cho em ơi. Và kính chúc anh em một ngày mới xem video vui vẻ nha. Và đừng quên xem live trực tiếp của Khải vào lúc 11:50 hàng ngày vào buổi trưa. Và cũng như là tối vào lúc 19:50 buổi tối nha Nam. Đó, Khải live vào khung giờ trưa và tối hàng ngày nha Nam. Rồi, sẽ đồ Khải thì chuẩn năm hành vũ khí thổ nha Nam. 25-40. Không, kháng lôi là 30 là mát rồi. Kháng lôi là 30, ở cái ấn là mát rồi nha. Rồi, một cái lôi sát 183. Sinh lực lực, đó, nói chung là 80 chậm, 80 chón nha Nam. Đó, 80 thời gian cũng độc, đó. Còn set hiệp cốt thì Khải cũng đỡ trong người rồi. Khi nào Khải xài thì Khải xài. Tầm này Khải chưa xài đến set hiệp cốt rồi. Ok chưa? Quá đẹp, tuyệt vời nè mày. Quá tuyệt vời. Ok, quá đẹp.